Hello, các bạn ơi, các bạn biết đây là hàng gì không? Hiện tại thì cái dòng cần mà lâu nay, nói chung là mấy tháng nay luôn, anh em mình đang mong chờ nhất là cái dòng Builder Black Gold đó. Thì hôm nay mình hàng bên Tuấn đã về nha các bạn. Thì số lượng đợt này Tuấn nhập chỉ được tầm khoảng có 7 thùng thôi các bạn. Ở đây là 5 thùng và trong kho là 2 thùng. Đó thì tổng số lượng mình nhập tầm khoảng có 100 một thùng là 20 cây, 140 cây thôi các bạn. Builder Black Gold đó. Thì cái dòng này nó có 3 size nha các bạn. Mình về vẫn là 3 size 2m4, 2m7, 3m. Thì cái clip hôm nay mình làm á, tức là mình làm một đoạn ngắn thôi. Một đoạn ngắn thôi để mình review đó. Thì đây là nói chung là bữa giờ mấy anh em đặt trước á thì mình sẽ đóng hàng trước. Thì anh em có thể đặt hàng ngay từ bây giờ thì mình sẽ chốt đơn luôn. Thì cái clip này mình sẽ không đi sâu vào review cây cần nha các bạn. Không đi sâu vào review cây cần. Thì cái đây là cái Black Gold nè các bạn. Đó. Nhưng mà bữa nay thì mình sẽ làm cái clip thông báo nhỏ nhỏ. Thì dòng Black Gold các bạn nhìn bạn biết liền ha. Nó sẽ có một cái tem ở đây nữa nè. Đó. Anh thấy không? Ghi chữ Black Gold nè. Nó thì mình về đủ 3 size luôn. Thì anh em có thể đặt hàng ngay bây giờ thì cần mình sẽ bọc vô trong sóc như thế này. Đó bạn thấy không? Bọc trong sóc. Giờ mình bỏ vô ống nước. Bỏ vô ống nước như thế này các bạn. Đó. Để hạn chế khi mà mình vận chuyển á nó bị va đập là nó không bị ảnh hưởng tới cần của mình ha. Cần mới hoàn toàn 100% với các bạn. Và hàng này là hàng của Singapore, nó có một cái tem, một cái tem đây các bạn, hàng mới hoàn toàn 100% đây. Tem này tem nhập khẩu này các bạn đó. Thì nói chung cái hàng này mình nghĩ là rất nhiều anh em đã biết về cái cây này rồi các bạn, rất nhiều anh em đã biết rồi. Thì hôm nay thì chỉ cần nhìn nhìn những cái thông tin này thôi, nghe tên cái cần Black Gold thì nhiều anh em mình rất là săn lùng cái dòng này ha. Thì số lượng của bên mình nó cũng không được nhiều các bạn, tầm khoảng có 100 mấy chục cây thôi. Thì anh em có thể đặt hàng ngay lúc này và ngay bây giờ. Mai thì bữa nay mình đăng clip này là thông báo cho bạn là hàng đã về, để những anh em nào mà đã biết về dòng này á, thời gian trước có điện cho Tuấn và bảo là khi nào có hàng thì thông báo cho anh em biết, thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết. Đó thì mai mình sẽ làm một cái VIP, một cái clip khui thùng và review chi tiết luôn, cũng như cái khả năng tải cần của nó. Thì dòng này nó tải lên tới là 10 mấy ký và nhất tỉnh là 6-7 ký nha các bạn, nhất tỉnh là 5-6 ký vivo luôn, thoải mái luôn đó. Thì các bạn thấy không, bữa nay mình đóng hàng đi cũng khá là nhiều. Thì cái số này là do anh em mình đặt trước nè, mình gửi trước đó, thì anh em có thể đặt hàng ngay bây giờ đó. Thì các bạn đón xem, các bạn nào chưa biết về cái dòng Builder Black Gold đó thì các bạn chờ clip sau của mình nha. Clip sau là mình sẽ khui thùng và review một cách chi tiết lại, cũng như là cái clip test cần luôn, test cần cho bạn xem luôn, là kéo bình nước 5 lít 6 lít đó, cho bạn xem về cái khả năng bạo lực của nó. Rồi ok, thôi mình xin kết thúc video tại đây. Thì anh em nào đã biết và đã dặn trước Tuấn là khi nào có hàng thông báo thì cứ liên hệ đặt hàng, liên hệ sớm đặt hàng nha, để có hàng thì mình về được 7 thùng nha các bạn. Số lượng cũng tương đối nhiều nhưng mà cũng chắc sẽ không đủ cung cấp cho các bạn đâu. Thì mấy lần trước Tuấn nhập còn nhiều hơn bây giờ nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha. Clip review trực tiếp về cái dòng Builder này.